Sau đây em xin demo ứng dụng chat app sử dụng uh, socket multi -thread và swing để làm về phía GUI. Thì đầu tiên là khởi chạy server. Sau khi khởi chạy server thì chúng ta sẽ khởi chạy uh, file client. Thì client sẽ yêu cầu chúng ta nhập tài khoản và mật khẩu. Thì ở đây trong trường hợp nếu như tài khoản mật khẩu chúng ta chưa có thì hệ thống sẽ báo là invalid username hoặc là password nên là chúng ta cần phải đăng ký sau khi đăng ký thành công thì nó sẽ được lưu vào trong file account như thế này Và nếu như chúng ta nhập mật khẩu sai Thì hệ thống cũng sẽ báo là invalid username hoặc là password Chỉ khi chúng ta nhập mật khẩu đúng thì hệ thống mới cho chúng ta là login successful và đi vào hệ thống test app. Hiện tại là chưa có user nào online Và current user chúng ta là demo và chúng ta đang kết nối tới server là localhost với port là 8080 thì đó là chức năng đầu tiên là đăng ký chat user Đăng ký tử dụng client và đăng nhập sau đăng ký Em tạo tài khoản thứ hai Là demo 1 Và đăng nhập vào Thì khi demo 1 đăng nhập vào thì đã thấy được online user hiện tại là demo Và demo cũng thấy online user mới Và là demo 1 Và tài khoản thứ ba Là demo 2 và đăng nhập vào thì cũng đều sẽ thấy được những thành viên còn lại rồi thì chức năng thứ hai là cho phép user có thể chat với nhiều user khác đang online cùng một lúc thì demo đang thấy demo 1 và demo 2 đang online thì trường hợp đầu tiên là demo chat với lại demo 1 nhắn là hai thì hệ thống sẽ gửi hai lên khung chat và ở phía demo 1 sẽ nhận được tin nhắn của demo và trả lời lại là hello demo. Thì bên phía demo cũng nhận được. Và demo demo 2 lại chat với lại demo 1 là hello demo 1. Và phía demo 1 sẽ nhận được tin nhắn từ demo 2 là hello demo 1 và demo 1 sẽ trả lời là này demo 2. Thì đó là chat với nhiều user đang online cùng một lúc và đó là hai tính năng đầu tiên, tính năng thứ ba là gửi file trong khi đang chat. Thì trong trường hợp là demo 1 muốn gửi một cái file cho demo. Thì hiện tại là chat cũng đang còn thì demo 1 gửi một cái file, tập tin là demo.txt. Thì cái file demo.txt này đơn giản chỉ là một cái thông tin là hello Tùng Lâm. Chọn file và gửi đi thì ở bên phía demo sẽ nhận được cái thông tin file này và phía demo có thể bấm vào cái file này để mà lưu lại thì giả sử như là lưu vào chung thư mục là đặt cái tên là demo 1 xếp lại và bạn có muốn mở ra để file này để coi không thì mở ra là có thông tin là hello Tùng Lâm cũng như là bên phía demo có thể tải lại cái file mình vừa mới gửi đặt tên là demo 2 và cũng có thông tin là hello Tùng Lâm trong với lại file demo ở đây thì đó là chức năng gửi file chức năng gửi file tới tới các user khác trong khi đăng chat chức năng thứ tư là có chức năng cho người dùng xem lịch sử chat của mình thì trong trường hợp demo một thoát khỏi ứng dụng sau đó demo một khởi khởi động lại ứng dụng thì tất cả những cái file được gửi đều sẽ được lưu ở trong file này với cái định dạng là tên file cộng với lại cái ngày gửi file. Cũng như là lịch sử chat của các user đều sẽ được lưu lại ở đây. Ví dụ như là ở đây mình có lịch sử chat của demo và demo 1 và lịch sử chat của demo 1 và demo 2. Thì khi mà ứng dụng client hiển thị lên lại thì mình sẽ đăng nhập lại với tài khoản là demo. Thì sau khi đăng nhập lại thì demo với demo 1 đều sẽ có lại lịch sử chat đã được load lại. Demo 2 thì hiện tại chưa có thì mình sẽ nhắn là hello tới demo 2. Hello tới demo 2 thì bên phía demo 2 sẽ nhận được cái tin nhắn từ demo vẫn như cũ. Thì đó là chức năng thứ 4 và chức năng cuối cùng đó là tạo các group chat và chat trong các group này thì ở bên phía demo bên phía demo 1 giả sử demo 1 tạo group chat với lại chỉ với demo 2 thôi đặt tên là group chat with demo 2 thì sau khi tạo thì đương nhiên là demo sẽ không thấy tại vì demo không có trong group chat này nhưng mà demo 2 sẽ thấy group chat đó là group chat với demo 2 thì demo 1 có thể gửi là hello group chat và đương nhiên là bên phía demo 2 sẽ nhận được Và bên phía demo 2 sẽ nhắn lại hello back Thì bên phía này cũng sẽ nhận được Tương tự khi demo tạo một cái group chat với lại cả hai đối tượng là demo 1 và demo 2 Đặt tên là group chat all thì tất cả các user đang có trong group chat hiện tại đều sẽ có được group chat là group chat all Thì ở đây mình sẽ nhắn là hello from demo Thì tất cả những người còn lại đều sẽ nhận được là hello from demo Với cái tên là demo Ở đây sẽ đặt là hello from demo 1 Gửi Thì sẽ nhận được là hello from demo 1 Thì những người còn lại đều sẽ nhận được là hello from demo 1 Tương tự ở đây là hello from demo 2 Hi from demo 2 Và tất cả những group chat còn lại đều sẽ nhận được Và ở bên góc tay phải là cũng hiển thị được là những cái cái rình user ở trong cái group chat này như là ở trong group chat with demo 2 thì có hai user là demo 1 và demo 2 thì ở trong group chat chúng ta cũng có thể gửi file khi mà gửi một cái file giả sử như là gửi file demo tới group chat này thì tất cả user còn lại đều sẽ nhận được cái cái file đó và đương nhiên là cũng có thể download cái file đó về để mà coi nội dung thì nội dung cũng chính là hello tùng lâm và thậm chí là cái người gửi file cũng có thể download cái file đó về để mà coi nội dung thì đó chính là cũng là hello tùng lâm thì đó là tính năng thứ cuối cùng đó là có thể tạo các group chat và chat với chat ở trong các group này thì em xin kết thúc phần demo ứng dụng chat ở đây